Đây là hình ảnh demo hoạt động chương trình lưu trữ trong Stack và Heap. Tại thời điểm chạy chương trình, các runtime class sẽ được load vào bộ nhớ Heap. Khi hàm main được gọi tại line 1, Java runtime sẽ lưu lời gọi hàm này vào bộ nhớ Stack. Khi ta tạo biến local tại line 2, nó được lưu vào bộ nhớ Stack của hàm main. Khi ta tạo object tại line 3, nó được lưu ở bộ nhớ Heap. Bộ nhớ Stack lưu chiếu tham chiếu của nó. Tương tự line 4, giờ ta gọi hàm foo tại line 5, Stack sẽ lưu trên cùng lời gọi hàm này. Khi Java truyền giá trị một tham chiếu tới object được tạo ra trong hàm foo của bộ nhớ Stack tại line 6. Khi một chuỗi string được tạo ra tại line 7, nó tạo một tham chiếu đến string bool nằm trong bộ nhớ Heap. Stack lưu biến tham chiếu này. Khi chấm dứt hàm foo tại line 8, tại thời điểm này vùng nhớ dành cho hàm foo trong Stack trở nên free. Tại line 9, khi hàm main chấm dứt, vùng nhớ dành cho hàm này cũng free. Sự khác nhau giữa Heap và Stack. Java Heap Memory là bộ nhớ được sử dụng ở runtime để lưu các object bất cứ khi nào ở đâu trong chương trình của bạn. Khi bạn tạo object thì nó sẽ được lưu trong Heap, nghĩa là khi mình thực thi toán tử new. Stack Memory là bộ nhớ được lưu các biến local trong hàm và lời gọi hàm ở runtime trong một thread Java. Các biến local bao gồm loại nguyên thủy, primity, loại tham chiếu tới đối tượng trong Heap, reference, khai báo trong hàm hoặc đối số được truyền vào hàm. Thời gian sống của bộ nhớ Heap dài hơn so với Stack. Như vậy Stack thì có thời gian sống ngắn hơn. Ở trong Heap, thời gian sống của object phụ thuộc vào garbage collection của Java. Garbage collection sẽ chạy trên bộ nhớ Heap để xóa các object không được sử dụng nữa, nghĩa là object không được reference trong chương trình. Các object trong Heap đều được truy cập bởi tất cả các nơi trong ứng dụng bởi các thread khác nhau. Còn đối với Stack, chỉ được sử dụng trong thread duy nhất, thread ngoài không thể truy cập vào được. Dung lượng Heap thường lớn hơn Stack. Cơ chế quản lý của Heap thì phức tạp hơn. Heap được phân làm hai loại: Young Generation, Old Generation. Cơ chế hoạt động của Stack là LIFO, Last In First Out. Đối với Heap thì sử dụng XMS, XMX để định nghĩa dung lượng bắt đầu và dung lượng tối đa. Đối với Stack dùng XSS để định nghĩa dung lượng bộ nhớ. Heap bị đầy, chương trình hiện lỗi java.lang out of memory errors. Khi Stack bị đầy, chương trình phát sinh lỗi java.lang Stack Overflow errors. Dung lượng của Heap sẽ tăng hoặc giảm phụ thuộc vào object sử dụng. Đối với Stack, bất cứ khi nào gọi một hàm, một khối bộ nhớ mới sẽ được tạo trong Stack cho hàm đó để lưu các biến local. Khi hàm thực hiện xong, khối bộ nhớ cho hàm sẽ bị xóa và giải phóng bộ nhớ trong Stack. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình.